Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Covid trên kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Và ngay bây giờ, mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý dưới đây. Nhiều tỉnh nâng cấp độ dịch Covid-19. Cần Thơ, số ca mắc Covid-19 mới tăng cao nhất miền Tây. Hà Nội cách ly cả một thôn với hơn 8.200 người dân liên quan chùm ca Covid-19. Nhiều người trở lại thành phố Hồ Chí Minh, sở ban hành quy định cách ly y tế mới nhất. Ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Nhiều tỉnh nâng cấp độ dịch COVID-19. Chiều 1 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sau khi ghi nhận số lượng F0 tăng nhanh, nhất là ca nhiễm trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định cập nhật cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 2 lên cấp độ 4. Cụ thể, Bạc Liêu sẽ áp dụng cấp độ 4, nguy cơ rất cao, vùng đỏ, từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 11 trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với cấp huyện có thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu là cấp độ dịch cấp 4. Cấp độ 3 gồm 3 huyện Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân. Cấp độ 2 gồm các huyện còn lại Vĩnh Lợi và Hòa Bình. Đối với cấp xã, có 20 xã thuộc 7 đơn vị cấp huyện được xác định có nguy cơ rất cao vùng đỏ. Trong đó, thành phố Bạc Liêu có 4 đơn vị gồm phường 2, phường 3, phường 7 và xã Vĩnh Trạch Đông. Thị xã Giá Rai có nhiều xã vùng đỏ nhất bao gồm 7 đơn vị xã Phong Tân, Phong Thạnh Đông, phường 1, phường Láng Tròn, phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh A và xã Tân Thạnh. Huyện Đông Hải có 3 đơn vị, huyện Phước Long và Hồng Dân, mỗi địa phương có 2 đơn vị và huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, mỗi nơi có 1 đơn vị. Về cấp độ 3 có 8 đơn vị cấp xã, cấp độ 2 gồm 36 xã, phường, thị trấn còn lại. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tập trung nhân lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tuân thủ hướng dẫn của tổ công tác đặc biệt do bệnh viện Chợ Rẫy chi viện. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tối 31 tháng 10, tỉnh ghi nhận thêm 193 ca mắc COVID-19, trong đó có 98 ca cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký thông báo hỏa tốc về việc chuyển cấp độ dịch trên toàn địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 vùng xanh sang cấp độ 2 vùng vàng, thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 2 tháng 11. Ngoài ra, từ 9 giờ ngày 1 tháng 11, Cần Thơ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ 2, trước đó áp dụng cấp độ 1. Cần Thơ, số ca mắc COVID-19 mới tăng cao nhất miền Tây. Ngày 1 tháng 11, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ lập kỷ lục mới với số ca mắc mới trong ngày cao nhất miền Tây kể từ khi trở về trạng thái bình thường mới với 434 ca, F0 phát hiện nhiều ở khu phong tỏa thuộc các khu công nghiệp. Theo ghi nhận của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 Cần Thơ, trong ngày các xã, phường thuộc 9 quận, huyện đã hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phương án sản xuất, kinh doanh theo cấp độ dịch cấp 2 toàn thành phố, trong đó một quận là Cái Răng cấp độ 1, còn lại 8 quận, huyện thuộc cấp độ 2. Tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại bắt đầu từ đầu tháng 10 đến nay, cũng trùng với thời điểm bắt đầu hết giãn cách. Các nguồn lây từ lượng người ngoài thành phố đổ về các bệnh viện tuyến trung ương, khám chữa bệnh từ cộng đồng, các trường hợp về từ vùng dịch cách ly tại nhà. Đáng lo ngại là hiện nay dịch đang gia tăng trong các nhà máy có đông công nhân ở các khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn và Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Cần Thơ nói, chỉ một ổ dịch công ty chế biến thủy sản thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 2 hiện đã có đến 445 ca F0. Hiện đã có 8 công ty ở khu công nghiệp này phát hiện ca mắc trong công nhân. Theo Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ, sau thời gian bỏ giãn cách, hầu hết các công ty, nhà máy, công nhân không chịu thực hiện các mô hình 3 tại chỗ như trước. Vì vậy, nguồn lây của công nhân có thể xuất phát từ sinh hoạt ở cộng đồng lây vào nhà máy. Hà Nội cách ly cả một thôn với hơn 8.200 người liên quan chùm ca COVID-19. Lực lượng chức năng lập hàng rào cách ly y tế toàn bộ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đồng thời đưa 64 F0, hơn 400 F1 đi cách ly và điều trị. Chiều 1 tháng 11, tại khu vực cách ly y tế thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm soát chặt những người ra vào, đồng thời các tình nguyện viên hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm hoặc đồ dùng cá nhân đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh cùng xã Tiến Thắng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho hơn 8.000 người dân thôn Bạch Trữ. Lực lượng chức năng đã truy vết được 64 F0 và hơn 400 F1. Những trường hợp này đều đã
được đưa đi cách ly và điều trị. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi yêu cầu các hộ trong khu phong tỏa, thôn Bạch Trữ ở tại nhà. Khi tổ COVID-19 cộng đồng gọi đến tên hộ nào thì người dân tập trung ra trạm y tế và trường học để lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các hộ đang phải cách ly, cán bộ y tế sẽ đến tận nhà để lấy mẫu cho người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết, trước đó, ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương tổ chức khoanh vùng, thành lập 8 chốt kiểm soát y tế, cách ly tạm thời 1.712 hộ dân với 8.262 nhân khẩu tại thôn Bạch Trữ. Nhiều người trở lại thành phố Hồ Chí Minh, sở ban hành quy định cách ly y tế mới nhất. Ngày 1 tháng 11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến về thành phố Hồ Chí Minh từ các địa phương khác, gửi Ủy ban Nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về nguyên tắc chung không chỉ định xét nghiệm COVID-19 đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly, những trường hợp đến về thành phố Hồ Chí Minh từ địa phương khác luôn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Về hướng dẫn việc giám sát y tế đối với người đến về thành phố Hồ Chí Minh từ địa phương có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế, Sở Y tế ban hành quy định khi đến về thành phố Hồ Chí Minh từ địa phương có dịch ở cấp độ 4, người dân cần tự giác báo ngay với cơ quan y tế, đồng thời căn cứ thông tin về cấp độ dịch của các địa phương được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Nếu xác định là người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn sẽ quyết định biện pháp giám sát y tế phù hợp. Cụ thể, đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều của cơ quan có thẩm quyền cung cấp, hoặc là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về đến địa phương, giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh, thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tự cách ly tại nơi cư trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm COVID-19 một lần vào ngày đầu tiên. Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú 14 ngày kể từ ngày trở về, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Ngoài ra, thành phố sẽ rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn, tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm vaccine đầy đủ, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Để phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân tiếp tục thực hiện biện pháp 5K, hạn chế tiếp xúc với người khác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!